Ô siết 3 giờ là nam hay nữ? Nam. Nam thì cần gì? Nước. Nước. Chốt. Ok. Nam mà uống nước vô vẫn ra nam. Nam. Có khi nào nam uống nước vô thành nữ không ạ? À? Có. Phim Tây Du Ký á, có đó. Chốt 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 chỗ này chưa? Không có giỡn, đang lý thuyết, không có giỡn. Chốt chưa, rồi. Chốt chưa, ô xích 3 giờ. Nam, uống nước vô ra nam. Ổn chưa, tiếp tục. Ô xích 3 giờ. Nam, thì phải gì, cưới. Nữ. Nữ là gì? Ô xích a xích. Ô xích a a xích. Thì ra, muối. Hai thằng nam nữ trộn vô ra muối. Muối là gì? Giống như hai đứa cưới nhau về tối ngày cắn lộn á, gọi là muối á, có lúc mặn, lúc ngọt, lúc chua, lúc cay đó là mới gọi là hôn nhân đó. Tiếp tục. Ô xiết 3 giờ. Nam nè. Tác dụng gì nữa? Nam phải tác dụng với nữ, nữ đâu đây? À xiết. Thì cũng y chang, nam nữ kết hôn nhau ra muối. Sao mà ly vậy? Sao ly vậy? Sao lại cây cục quá vậy? Vậy là hòa tan đi, gọi là hòa tan đi. Hòa tan ra gì? Nam nữ mà hòa tan ra nước trung tính. Hòa tan ra phải trung tính chứ. Không. Ủa phải là hạnh phúc chứ, hòa tan rồi. Chốt chơi, chốt chơi, chốt chơi. Oxit 3 giờ là nam thì cần uống nước, nước thì ra 3 giờ. Oxit 3 giờ là nam thì phải tác dụng với nữ ra muối. Oxit 3 giờ là nam thì tác dụng với nữ thì ra muối và nước. Chốt cái này chưa? Không thuộc cái này không làm bài tập được. Bắt đầu ví dụ. Chút oxit axit y chang, không khác một giọt nước. Bắt đầu ví dụ nè. Na2O cộng H2O ra gì? NaOH. Sao biết NaOH hay vậy thiện? NaOH chị mấy? 1. OH hóa chị mấy? 1. Chéo chéo quê. Cân bằng, kim loại. 2, tay thêm. 2, điểm hydro. Ê, điểm đàng hoàng. Phải nhân nè, giùm em nha. Tiếp oxy. Quê, hiểu. Tiếp. Oxit 3 giờ tác dụng với nam, tác dụng với nữ. SO 2 ra muối. Tại vì bạn đâu có thông thạo đâu, đã lỡ rồi giảng lý thuyết thì bạn phải nhớ SO2 thì phải nhớ đến H2SO3, SO3 thì nhớ H2SO4, rồi CO2 thì phải nhớ H2CO3. Rồi NO2 thì phải nhớ HNO 3. B2O5 thì phải nhớ đến H3PO 4. Chốt chưa? Thằng này thì phải nhớ đến thằng này nè. Thằng này hóa chị mấy? Nhìn vô H mà đón. Thằng này hóa chị mấy? 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 Hiểu không? Chốt chưa? Bắt đầu. Thằng này đúng không? Nhớ đến thằng này. Ra gì? Na SO3. Na hóa chị mấy? 1. SO3 hóa chị mấy? 2. Chéo chéo giùm em đi. Na2SO3 cân bằng 2 quê S 1 quê oxy 3 quê. Chốt. Tiếp. Na2O cộng với H 2SO3 ra muối và nước. Muối và nước. Ráp NaSO3. Na hóa chị mấy? 2. Na hóa chị, xin lỗi, lộn hồi nãy lời nói Na hóa chị 1. SO3 hóa chị mấy? 2. Chéo chéo 2 cộng nước cân bằng Na quê S quê ô chết. Khoan, hydro trước. Hydro 2 quê oxy
xong đó không? Ờ đúng rồi. Kẹp chưa? Kẹp. Ổn chưa? Ổn. O xiết A xiết Y.